Biên á? Biên biên em thử. Ủa không theo không thế à? Còn anh Công cài được, mấy anh Công nhìn được để ông chia ra được. Em vào tích em print này, rồi em pin. Thấy không? Thấy không? Tí cái đây. Xe máy tên là Biên. Là tên Biên đây. Anh Công cài được máy của anh nhận được máy in đúng không? Thấy anh in được mà. Hai máy 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 chú đã kết nối mạng chưa? Kết nối vào dây chưa? Đây rồi mình phải lấy lại thôi.
con thử đấy. Xem địa chỉ em đi như thế máy Win 7 anh chưa biết xài nào, chưa biết vì XP mà nó đi thế nên nhận nhận cái máy mới cái này là lạ quá. À, ra nó biết rồi. Thấy không? Ủa anh mình phải xem em đi được mấy cái đối được không? Anh được đâu cần? Thì như kích vào cái network rồi em pull đi test nó khó. Giống như vậy. Sao tê chân nhỉ? Avan kìa. Công anh cài được, có cần IP bẹo gì đâu. Công anh cài máy in anh đi được vào. Công siêu cấp rồi. Dùng pin dùng cái gì? XP hay 7? Internet học à, học à, dẫn à. Kỳ có máy nhận luôn đúng không?
việc là bạn không. Nha Trang, Nha Trang anh. Đấy là Chi. Không phải, đây em. Đây mà, em ở đây. Thì em có cái kẹo khổ lô cơ. Có sửa được máy chưa chú? Hỏng mên rồi mà, hỏng mên. Không chịu thua đúng không? Anh nhìn bán đồ cứng. Có cứ nó mua. Bán luôn à? Không mua đồ xong đấy. Bây giờ vì sao? Máy nó đi theo. Nó gì à? Kìa. Đâu rồi? Đâu đời rồi? Anh mua từ ai đã là chín rồi, lâu lắm rồi. Đời đấy. Đời đấy là hàng khủng. Hỏng bên. Hỏng bên thì còn làm được cái gì nữa? Cái máy đời đó không làm cái gì nữa.